Xin chào mọi người. Hôm nay mình sẽ nấu cháo tôm và trứng gà cho bé nhà mình ăn ha. Đây là mình có một con tôm nè các bạn. Còn đây là tà xi mà là con biển á. Gọi này là để nấu lấy nước ngọt á. Đây là một trứng gà ha. Và mình có một ít rau củ nữa là nấm nè, tí ngồi nè, cà gót nè. Rồi bên đây mình đang nấu nồi nước các bạn. Bây giờ mình sẽ cho cái con biển này vào nè, tà xi mà này vào nè. Mình nấu mình lấy nước ngọt ha. Trong thời gian đó mình sẽ đi chế biến rau củ nha. Màu cà gót của mình nó đã xo lại được một lúc nè các bạn. Bây giờ mình sẽ cho bí ngòi và nấm vào ha. Mình nấu cháo này mình sẽ cho cái gia vị niêm này vô ha các bạn. Cái này không phải gia vị niêm mà như là cái nước cha ngọt á, nước ngọt của đây nè, ta có để nè, hành nè, nấm nè, rong biển nè, cá cơm nè, cá khô nè, người ta để vô, người ta đã nấu cô đặt lại rồi á. Bây giờ mình sẽ cho vào đây ha. Đây là mình nấu cái nồi cháo này là hai phần ăn cho bé đó. Nên mình sẽ cho vào đây hai viên. Đây người ta làm thành viên như này về đây. Nó giống như cái dạng hạt nêm từ thịt rau củ của mình đó các bạn, của người lớn mình đó. Còn này là của trẻ em ha. Đây là mình mua của trẻ em nha các bạn. Nên cho ăn thì cũng yên tâm ha. Tiện lợi lắm các bạn, mà nó ra chắc ngọt nữa. Rồi còn tôm thì mình sẽ cho vào một ít dầu mè ha. Hôm nay mình sẽ không có nêm gia vị khác vô nữa, tại vì có cái nước ngọt rồi đó. Nước ngọt từ rau củ, từ cá rồi đó, nên mình sẽ không nêm vô nữa. Sẽ cho vào đây một xíu nước mình đánh cho nó ra ha, cho nó đều ra ha. Nếu mà để vậy thì cho vào nồi thì nó sẽ đóng cục lại các bạn, nên mình muốn cho nó gờ ra đó. Thơm quá chừng thơm luôn các bạn. Để hai viên gia vị vô đó, hai viên gia vị của rau củ quả rồi đó, của cá với con biển rồi vô, thơm quá chừng luôn các bạn ơi, đúng mà thơm dữ lắm luôn. Nếu mà mình thì mình nấu ít không có thời gian thì mình mua cái gia vị này về mình để vô thì nó sẽ thơm ngon hơn các bạn, nó sẽ nhanh tiết kiệm thời gian cho mình đó. Còn nếu mà có thời gian thì các mẹ cứ mua cá cơm và chứ cá khô, hành, rong biển về mình tự nấu, mình lấy trứng ngọt cũng được nữa. Và bây giờ mình sẽ cho tôm vào ha. Sẽ
mình để rau củ nó sôi được một lúc rồi các bạn. Bây giờ mình sẽ đánh chầm đỏ của trứng ha, mình cho vào luôn. Rồi mình sẽ tiếp tục mình cho cháo vào luôn ha. Quá chừng thơm luôn. Mình cho cháo vào mình nấu một xíu nữa cho nó chín ha các bạn. Cho nó chín nó đặc lại là mình tắt bếp rồi. Cháo của bé vậy là đã chín rồi nè các bạn, vậy là đã được rồi ha. Bây giờ mình tắt bếp ha, mình tắt bếp mình cho ra chén cho bé ăn ha. Thơm quá. Đây các bạn ơi, món cháo trứng rau củ của mình đã nấu xong cho bé rồi đây. Nhìn hấp dẫn mà thơm lắm các bạn ơi, thơm ngon lắm. Nấu mà nó thơm chịu không nổi luôn, nó bụng luôn. Nhìn màu sắc cũng hấp dẫn, ngon quá các bạn. Rồi video mình đến đây là kết thúc rồi ha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình ha. Nếu các bạn thấy thích thì hãy bấm like, đăng ký và chia sẻ cho mọi người cùng biết ha. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Bye bye.